가정 맹세 1. 천일국 주인, 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상천국과 천상천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천일국 주인, 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 충신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천일국 주인, 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천일국 주인, 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조 이상인 천주 대가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천일국 주인, 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천일국 주인, 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천일국 주인, 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정 문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천일국 주인, 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 천일국 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. Good evening, một anh em. Đây. Yeah, good evening. Đi vậy. Bà chẳng ở lớp bên đi. Dương đừng bận to cả xa và thay tiết để mê riêng đã tâu chỉ môi chi vẹo quát bỏ lộ phục mà đài mụn chùi cả thơ bọt bằng hang bỏ tu hai chỉ bị sai tâu đấy xem gì nè prai sầm rua hay sầm lấy cho bà gì mình toàn gì pinh lên một rồi về rồi thì bà được xa này. Chúng tôi đã sai thông mà chúng sống xóa cung một giờ đi ngược cả thời bọn bậc hai Yeah, thank you very much. Good evening, our brothers and sisters. And yeah, also for me, a little bit put aside too. Bà.
nên có tha quát tiền bà sai thì tôi đai mà But no problem for me is a little bit. mà thành ấy đây là tịch tôi chứ mà So today we'll go for the new section. The only begotten daughter to mother is the central axis for completion of providence. bà chẳng nghe nói như tao rồi chúng nó bình to tiết đại dương giữa dòng phí miên đại con say bằng cao tài mà nẹ mà lại bất cứ chi ạ à, cần đa được sai ạ à, cần đa dùng đáp cá bánh chóc kể cả It's really important to have the central axis. This is like a pillar and beam. bà chẳng nghe tha vì dương mới tới với hạ bây giờ chỉ bất chỉ miên trả khả năng là giới từ miên sai một cô ạ à, mối đề rồi riêng hạ tham mà chia cái đôi chia chỉ mua được hạt sản phong đài So sometimes we are afraid some situation and sometimes we face difficulty with some situation, but as long as there is a clear central axis, and we are not shaken. về cái là sản phẩm nội dương miền là rong pay pro pay khai rưu go chỉ mua tô tôn để mua than là ca crop bài giảng phần tái nó bên à bảo sao này chỉ riêng rô khơi nó chúng ta ạ thằng đa như muối cái riêng ở pay pro chỉ mua bài hàng So true mother is always saying like where is your central axis? nên mà đây các bạn su thà ta sai ạ thằng đa bao nhiêu đâu tí nè So this is a really important question in order to be stable for all of us. bà chẳng việc vật chỉ biết rõ hắn á mà là phụ dưỡng đó khỉ bây So what is the central axis of providence? bà chẳng tao với tao chi ạ cần đá sầm rạp ca cách trang gì Like first one is in order to complete the providence, it's necessary to have the central axis. nó chỉ mũi đầm bay bật chọc cách ca nút vừa cứ trang bạch đầm bay miền ạ cần đá And this is a standard for proceeding heavenly providence. thì pin nó đi cư chi bắt cả than sản phẩm cũng là ca cách càng như than xuống So for this 5-6 point, when it's summarized, is what we need to make effort is to be resemble with the true father and true mother. bà chẳng ngờ chẳng nói tim mua đâu phải muối nếu mà dương dễ chỉ sắp cắt đầy máu thà vía cư chi ca ru mình châu khi muối chi thlung muối chi mất tự rút nay ở lúc ở phòng này mà đại vật Because also the true father and true mother is also as the true parents, also they try to make the effort to be resembled to heavenly parent. vì pro lục phục môn niệm đại muốn quát có chi lục phục niệm đại bất hay quát chi diêm trong ca thưa chi nhà ta niệm mất từ ru thì chi niệm đồng nang ở phục đại than sụp phong đại And then the priority of the heavenly parent will complete not from heaven but on the earth. và chẳng ăn thịt phiệp nơi chăn tiệt và phong đại thả số còn mình cả tranh vì than sụp tế phần tai một vị phản đại So this is really true. If we cannot do something else on this earth and no meaning. trong việc trầm trồ na bảo sân na chỉ dương ở toàn bàn thừa với sọ nơi lực phục hành đầy ní vì ở miền này ấy để làm dương làm tục phục mùi And tục then, but this is not by someone else, but this is through the human being. mà ta bây giờ mình men đòi nè na mà nè thừa thì bữa ta chỉ mình nô lô dương nè thừa And then through the one person and one man as a true parents. bà con niêm chỉ bỏ ra mình nè sợi tray mình nè chỉ nè bằng chân nhau sẽ ngang một hiệp The position of the manifestation of the central axis to complete the providence. và tôi đã tìm ra một ca bằng hai ở khơi người ạ thần đạo đồng bây bên chấp cái càng So, what kind of position as the central axis of the providence? và chúng ta tôi đã tìm ở với đồng bây bằng hai ở khơi này là sai ạ đồng bây bên chấp thì cái càng như này And when we look at the divine principle and then the divine principle teaching to us. nó về đại dương mơ nó sẽ phô divine principle bạn thực cảm một riêng một căn của dương The first one is God and human being become completely one is the center of the cosmos. thì thà pre năng mình chết khai tại mùi tại sông cứ chìm chạm đôi lên chạm các bạn Number two is the center of the cosmos is the position of God and true parents become completely one. thì pi mà chạm đôi này chạm các bạn tôi chỉ tuần này tôi được bỏ pre nâng ở phòng đại bớt khai tại mùi
So, and the point is united into one. ចំណុចសំខាន់នោះគឺថាការរួមរងគ្នាទាំងមួយ Why for human being have the pair system? ហើយតែបានជាមនុស្សយើងហ្នឹងមាននៅប្រព័ន្ធជាគូThis is in order to become one. ដោយសារតែបង្កើតឲ្យមានជាគូហ្នឹងដើម្បីឲ្យរួមគ្នាតែមួយ Why human being have the dual characteristic as a mind and body? ហើយតែបានមនុស្សជាតិមាននៅចរិតលក្ខណៈធុយចិត្តThisហើisយin orderកាtoយbecome one. ចឹងចិត្តនិងកាយហ្នឹងវាត្រូវតែរួមរងគ្នាតែមួយ The power of unity is stronger than more than anyone else, anything else. បាទឥទ្ធិពលនៃការបង្រួបបង្រួមវាមានអានុភាពខ្លាំងក្លាជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់So this is the reason why that this is the reason why that God created human being as a dual characteristic. នេះហើយបានជាហេតុផលដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សឲ្យមាននូវចរិតលក្ខណៈទ្វេOkay. And then how it will appear for the providence of completion of the providence. បាទចឹងរបៀបដែលអក្ខរានៃការបញ្ចប់ពីការងារលើកឡើង This is very simple that from the moment that the heavenly parent and human being together in one then appear for the central axis of the completion of the providence. បាទចឹងវាជាធម្មតាទេនៅពេលណាចាប់តាំងពីពេលដែលពុំដៃឋានសួគ៌នឹងមានជារួមគ្នាតែមួយចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមកើតលេចរូបរាងឡើងដោយរួមរួមគ្នាThe heavenly parents' dream is to live together in one with true parents and their children. ក្តីត្បិនរបស់ពុំដៃឋានសួគ៌គឺចង់នៅជាមួយគ្នាជាមួយឪពុកម្ដាយពិតនិងកូនកូនរបស់ពួកគេThe step to realize heavenly true heavenly parents' dream is the first is the true parents heavenless and humankind should manifest through a uniting heavenly parent and true parents. ជំហានដើម្បីសម្រេចបានក្តីសុបិនរបស់ពុកម្តាយពុកម្តាយពិតឋានសួគ៌ផែនដីនៃមនុស្សជាតិគួរតែបង្ហាញឡើងតាមរយៈការរួបរួមរវាងឪពុកម្តាយឋានសួគ៌និងឪពុកម្តាយពិតAnd secondly, true parents, heavenless and humankind need to multiply their children infinitely and live together with those children in one. បាទហើយបន្តទៀតឪពុកម្តាយពិតឋានសួគ៌ផែនដីមនុស្សជាតិត្រូវការបង្កើតកូនកូនរបស់ពួកគេដោយឥតកំណត់ហើយរស់នៅជាមួយគ្នាជាកូនកូនទាំងនោះតែមួយThe point is really need to increase the children like true parents. ចំណុចសំខាន់ត្រូវតែពង្រីកកូនកូនឲ្យដូចជាកូនកូនរបស់ខ្លួន And then when it's in the community become the center of the cosmos. ដូច្នេះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះនៅក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃចក្រវាឡSo that's why what we are doing with IHM is really right. We really need to teach them that this husband and wife unite. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារជាមួយនឹងទីសហការកណ្ដាលអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថាពិតជាត្រឹមត្រូវហើយដោយសារតែយើងធ្វើការបង្រួមក្រុមគ្រួសារមានការចុះសម្រុងគ្នា And then this is the content of the divine principle. The place where Adam and Eve become perfectly one in heart and body as husband and wife is also the place where God, the subject partner giving love, and human beings, the object partner returning beauty, become united. This is the center of goodness where the purpose of creation is fulfilled. Here, God, our parent, draw near the abide within the his perfected children and rest peacefully for eternity. This center of goodness is the object partner to God's eternal love, where God can stimulate it with joy for eternity. This is the place where the word of God is incarnated and brought to fulfillment. This is the center of truth and the center of the original mind, which guide us to pursue the purpose of creation. បាទទីកន្លែងដែលអាដាមនិងអេវ៉ាក្លាយជាមនុស្សតែមួយក្នុងដួងចិត្តនិងរាងកាយជាប្តីប្រពន្ធសុក្រិតក៏ជាកន្លែងដែលព្រះជាដៃគូផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់នឹងមនុស្សជាតិជាដៃគូកម្មវត្ថុនាំមកភាពស្រស់ស្អាតបានប្រែជារូបរាងវិញនេះគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃសេចក្តីល្អដែលគោលបំណងនៃការបង្កើតត្រូវបានសម្រេចនៅទីនេះព្រះជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងចូលហុំព័ទ្ធជុំវិញហើយគង់នៅជាមួយកូនចៅដ៏សុគ្រិតរបស់ទ្រង់ហើយសម្រាកដោយសន្តិភាពជានិរន្តរ៍ម
Và chạm một đô này sẽ đầy lõ đi cư chia đáy cu cả một thụ này sẽ đầy sẽ lánh chỉ riêng rồi hốt bỏ đẹp rẽ ai trâu ban ở chung rung đó sẽ đầy ông nó chỉ riêng hồ đi cư chia lại đẹp mình tu bỏ đẹp trâu ban chập còn lại nó ngòm vô cả trong đây ở bản vì cư chia một chạm một đô này chạm hiếp nhưng chia một chạm một đô này chật đằng đây đất ngòm dương ao to tam khu bằng ngon này bằng cả lấy cả bằng cả tha thể bài cô cả tệ cùng ru ăn tệ hiếp nên mua được than tu được trị buồn. And the when it summarize, first of all, is when it united this O, when it's united and become the center of the goodness. Ba chân ở sở đại mà nó bên này đại rung rung khí vì nó khai chi mà chạm một đôi này thì cái lọ And then when it's complete, and then can rest for eternity. bên này đại giờ sầm rạch bán vì ai hà ta luôn nơi chi này rọn bán. So this mean is once we have the model, and even Heavenly Parent, even God, no need to help. He can take a rest. Bài trong mà đây tha nó biết là đại dương ai co sang thì phải mua thay được chi cùng du ban hơi với hàng trăm bài chui ban đường với ai tâu sầm rạ bài Once have the model, and then people just following to that model. So that's why even no need to be crazy like that, just following. But bài the important point is need to have the one model. bài cho nó biết là đại miên cái lại là model mà đây chỉ cùng ru hơi bạch miên là khi mà chui thì để nhưng ai sầm rạ bàn chấn cũng như ai vô cùng ru tam bà tái xong mọi miền được cùng ru muôn mùi sợ I was a little bit crazy with my extra job for these few days. bà chân trong có phong thái vô vô chỉ mua được càng như đó ở tràn bọc trong một màn tháng ngày đi. Because the doctor Kitte was asking me to translate his paper. Rùa, Dr. Kitela, ôi khi nhóm bỏ prai nào, anh ta bắt And then Dr. Kitte, this is his proposal to make champion as a one, like a small nation. và chân cái tha hai là ca bao doctor Kitel nó gọt cho một ca nó trong dùng cái đại mà này tha nó không đồng bon và tê muối Actually, in the past, there was that kind of example. cá bắt tóc pi cái lon tớ dương miên chưa cầm đủ mới For example, do you know Vatican? và chân đã nói score và tên Vatican này mà. Vatican is the capital city of the Catholic Church, but this Vatican City, that is a small city, but they have the one sovereignty, like a one nation. Bà nói từ trong và thì con nắng về cứ nấu phải nấu hàng tia thì trong muối bà nấu hàng Catholic hay nấu thì nó cứ miền cái lại thì nó mà lại tha chia cái lại đầy muối chứ miền bắc tây muối nó nắng So that's why also they have the embassy. They have the embassy in Thailand. hay nấu thì trong cứ miền hàng tu thay nó nắng đấy And also they have the embassy in India. nên đi than tụt đi và And so they were given the authority as a one nation. ấy cái phát đo sức ở ngay ao thưa chia và tên mùi đài nó đi So the prime minister doing some kind of a reception, and this ambassador was invited. bà chân đồng bên này đã dự đoàn trai thưa cảm thì lâu cả nào mới đúng khu tha than tụt đúng ở trong bàn này chơi. And then also another one is we call the Massachusetts. This is the one city in America. Mình thì trong Massachusetts mới tiết đầu thả ra But that is like a nation controlled by the England. còn ta đầu bán cực cường đòi Anglia đó nè And then this called the Massachusetts Bay Company. This is like a company, but this England have the power to do for the trade within their law. bà trên cái thà. Thì nó vì hạ bay đôi chìa company đôi chìa cầm hôn mùi chân và ta cứ và thấy ông lấy cứ miền sật nằm ca lúc đầy lúc bọn này That's why this city is controlled by the England Queen. bà hay thì nó cứ trao bán cực rộng đòi mà chắc sắp tay ông lấy So also like some nation like New Zealand or Australia is a similar like that. bà chân đâu
So with this way, Dr. Kitteo gives the proposal to make Cheongpyeong as the one sovereignty city of the Cheongnyu-gu. Bà chân chị mui nâng đồng bọn ở nắng trong bằng cá chị trong rong muối chị mà chạm bằng đồ muối chị chân đi cụ muối bà. And then also he using some researcher to this and that with the law, with the Korean law, so and on. So he make the proposal paper and then want to offer to the mother. Bà tôi mong kê các bạn thấy ca sắc xa ở phía chỗ bạp này của tỉnh Khởi đi vừa nuôi chúng tôi đảm bày kê vui lịch thật lao cá mỗi tự căn làm đại muốn. These people, they have the many stuff to do that, but I am translator alone, so that's why crazy. Bà trong bộ quát cứ miên cầm càng nghe bọc lập chân cả chui thua và tay nhóm nhóm bọ prai tại ấy bà. And then, but the point is, the reason why I'm talking about this is once we set the model, and then this is easy to expand. Bà chẳng hay đây bạn xem vậy rồi ní bà này thà nó quên na đại dương sắp chưa cầm ru muối hói dương như ấy nè lòng ca thơ tàng. Like you imagine for Catholic Church, like they have the Vatican as an authority, but they have the million of followers everywhere in the world. Giờ khởi nhé nấu kháng cặp tử lịch cứ miên thì trong Vatican mỗi cứ cái bà rịp trăm nắng hay cứ miên nhạc đào tam tu tiền của lộ. So like South America is almost everybody is a Catholic. Đôi chị nấu ở Mỹ chẳng bao giờ sang ở khúc kia chị nhạc can cặp tử lịch. Of course, in Europe, especially in Italy or this kind of South Europe, is many Catholic foundation. Nấu Italy, nấu Ả Rập kháng bom ấy đang cứ tham viên niệm ăn kháng Catholic chỉ tròn. And then also, the Vietnam used to be the Catholic nation. Tây Việt Nam có thua can kháng Catholic, Tây Catholic đấy. And if not communist, I think still biggest nation. Và sau này chỉ mình cùng mình y tế và chỉ tự thông mua đại hải. And then the even Philippines is like that. Tôi về đâu Philippines có khăn khăn năng đâu. The reason why I'm talking about this is once set up the model, automatically increase. Chẳng hay phải là khi ông dễ dùng tròn dễ thả. Và sau này dương riêng cho ông chỉ cùng rùa bàn mùi hơi. Cục giang cứ viên đào tam ô tô mà. If we are difficult, this is only because we didn't set up the model yet. Sau này dương lập bác. Bà này thay dương ở toàn riêng cho một viên cùng rù stong đa mùi ấy. So that's why through this work with Dr. Kittel and also to work to read this part of the divine principle, and I really inspire. Bà chân ca thua ca nghe chỉ mùi được từ cái tê ca an là tập bắt đầu nói chung được hơn mình đẹp. Okay, and then the center of the cosmos, from the center of the cosmos and the completion of the providence of central axis appear. Bà chân cái thà chỉ mùi nâng mà chạm đâu để chạm cả ba rung kia nữa mà cùng tập cho phụ viên phụ kia cái trò bàn lịch rung riêng lại. And then this is in when is that? In 2009, True Father used to talk about the association centering the spirit world and physical world. Và lúc bác bất thlop miền bà xa lực lang tha tăng bị chân qua một buôn tệ tôi chỉ mùi mà cung bị phục bình nhiên bị phục bình cài. And then in here that he is saying, like once it was united between the physical world and spirit world, and that is that substantial Chonyugu. Nơi tên này bởi sân là chỉ dương ai bởi group bởi group kia ban bởi phục bình yên phục bình cái chẳng như nâng khai thì chia chạm một đồ này chân đi cụ chạy sân này. Let's say internal Chonyuguk is a heavenly parent and the external Chonyuguk is a true parents. Yeah, vậy bạn tha in the null chuniku phnai khang khrong ni chuniku nung kư chi pok dai tha su phnai khang krao ni chuniku kư chi pok dai pat. And then when this internal chuniku and external chuniku is united into one, and then that become the substantial chuniku. Chang ba sa na tiang pi dang ai tiang phnai khang khrong ai phnai khang krao ru ru ni te muoi vi nung khlai te chi
So that's why in this moment, the True Father is was very much emphasizing about this organization, association connecting the spirit world and physical world. Cho nên bạn lộ phong đại bất quan sống cắt luôn chỉ môi nâng sama cung bị phục bình yên bị phục bình cài. So I think maybe what it's happened is the Cheon Shimon. Và chân nhóm kết hà với cả lá cư chân chân chìm vần. So this, if this Cheon Shimon is really true, and then if we are really praying for realizing substantial Chonilguk, and then I think amazing grace will appear. Bà cho nhập kết hà tân là dư riêng trong là bình tục chôn chuyên môn và dư bà lọc sao dư thường cảm xuông chấm hóa sạch cha nâng nâng khá khá nâng nâng ảy lịch rụp riêng là But just join and not think anything is nothing happen. bà phần tay bà tân là dư quá ta ta cho ruông nâng bình tục nâng chôn ta thấy cứ ọt thư ấy thấy cầu bình khuyên này cả là. And then this is a little bit the process, like how to set the completion of the the providence of central axis of the providence. Và chân đi cứ chia đầm náo ca để ca cầm mắt để ạ thần đa để kết ca gì. So this story, sometimes I used to talk that in 1960 at the Holy Wedding time, this supposed to be held on the foundation of the National Restoration. Rồi nếu chúng thọp lực làm đó ngay bà ca bì bì sách không chứ nào bà bà học sắp nó cứ trao bài kì sân mặt hà nâng lực làm nó lực mùi lực hà nì ca sẽ đá làm. But in that time, that only we have the 500 members. Và bà ta ca bị chân nằm bộ đường hốc cư dương miên tại trăm trăm rồi mà chức mà chức đấy. It's really far from the National Foundation. Trong việc riêng chẳng ai tích bì mù lực thà thạ chìm. So that's why instead that father was sending for the missionary to United States and missionary to Japan. Và chân chúng nuôi nó cứ lục một môn mà mình chôn nó bạch cả chôn tàu ảm rích tàu. But in that time, that there is no diplomatic relationship between Korea and Japan. So that's why no choice. He needed to go there illegally. But unfortunately, when he arrived in Japan and he was arrested and put into the prison. But he very smart. He drinking the soy sauce, become sick. And then, after he become sick, and then moved to the hospital, and he ran away. Và đã bị chư dân kia bị chun qua tàu đi bắt còn ngược rất rồi. And then after that and so and on, and he was so difficult to do for the witnessing. Và tòa bị nói cứ thà quát co lủng bạn cả đào hà kiên cố mà nữa đấy. But when he was doing for the first Sunday service with the only the five members, and then that moment, God and Satan agree. Instead of the national foundation, that you have the international foundation. Okay, go ahead with the holy wedding. Bà bà tay cả nó vì ngày tất đến cơ bản thôi cam thi sẽ bà cam thi tất chỉ mua nên mà chắc mà chỉ cả làm nhẹ tập với nó cứ gọi là than su nên sa tăng bản vô sáp ở cột miền là cả riệp nào bị 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 sệt. I really love this story. Bà chẳng trong bất chìa trụ chất thì mỗi ca sạch cương nó mà đấy. Because this man, after running away from the prison and then doing so difficult and doing the Sunday service, do you think this man, knowing that he doing the Sunday service in Tokyo, is become the foundation for the holy wedding? Bà chẳng cái thà, tại những cơn mưa, bữa đó tôi rốt chanh bị cúc hay một thứ cảm thấy Sunday service và cảm thấy thật. Ôi đầm bay bàn thì bà quý vị sẽ nói tao với tập quát bất chỉ bán đăng đường này đi. He crazy don't know. Quát bán đăng đường. And the in also true father couldn't tell about this to him. Và lúc bất bất bán thì dây đưa lên bật quát.
Just he tried to do his best. Tại con là quan trọng phi dương thôi bà lo sao But this will be the very important providential incident. và tại vì bất chi miết rạng sẵn khăn hả nó tụm là cực ca nghe này cả đoàn làm được. And then the important thing in here is the true mother saying that history starts from 1960. Nói tới đây là một đại ban lực là thà Prabhupada sát ban chắc đã một trong chân năm mà qua mùa rồi học sập. Like number four is talking about for the 53 years marathon. Đôi chỉ lấy buồn những dựng bàn giấy đã cho một phi 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 sất gọi đôi chia cùng long quê xem rạp cả rất marathon. Yeah. And then this 53 years from 1960 until 2013 Foundation Day, this is the wilderness course. Bà chẳng dạp về 27 năm hồi tới đó như cả sau máy đi ra hồi khăn hồi đó chân năm people hồi bay khai mỗi ngày So what people was before? chốc muốn năng mà tiền Before is nothing. muốn năng cứ ở sau vô lên bà So that's bà why nghe đi. now I tell you very strong, the history starts from the holy wedding. Chắc là lâu trong sông được chú là và sát chấp đàm lắng bị phê rượu bị sạch. And then also your story will start after you receiving the blessing. Trong bộ vật sáng bảo dương chạp đám, nó quên nào để dương chạp đám, tu bán cà rịp cả. Okay, that's all. Thank you for listening. Bảo hai bà xong mặc quân chứ đán, rạp cà chô rùm sạch đập, thằng ngọt khăn yê bà. Bà xong mặc quân chứ đán bà là một số một cà thử bật một hai nữa. Vì thoải này để tray này bà chẳng được bạn dùng việc làm rằng thứ hai là bông chẳng cứ vì dừng riêng vì chỉ bảo quát bạn này là gì cái này càng khó nông bà chẳng biết là cái dương chạp bàn với các cái dương chạp bàn và để sao đây có cho ngồi dương riêng sắp xa vì hàng khó nông nằm bây dương dục một tôi cả priếp thiếp này chỉ vật được bỏ của dương để chúng là trong cái mình lúc này dương bị các bạn lực là thà rồi bắt đầu xa bỏ một dương chạp đám được bỏ dương này dương chạp đang một vật ở xa mấy năm bên đó là dương được tu ban cao là chỉ ca riêng ở phi phi chẳng dù chân bà dương nơi tin đi bà có miền bay buồn rụp đây bà chẳng chẳng nằm bay bằng cao vật ở xa ban dương trở tay tu ban được ca riêng à phi 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 sau này dương ở tu ban được ca riêng phi phi thế dương ở toàn mạng đằng à ở vây chỉ ở vây chỉ cru xa ở vây chỉ cả chạp đam cả ở một ca tu trom ca vinh vô ca rate pun sản phẩm của sa để việc toàn miền bằng cả chỉ bộ vật sa và ngay đi bộ vật sa bao nhiêu cứ đi chỉ mình toàn chỉ miền đây và mai đây vào bộ vật sa như cứ thầm đa bà chẳng ở quân chiến thắng khi mình là vấn đề bà chỉ dùng ơn quạt nè bỏ prai hình vô si dùng đầu thằng chiến kỳ tích trong ơn bên đây chạy lấy claim mơ. Và wow. Trong tay lê dũ thì cảm nhận cả và cũng evening về bạn chúng ta bảo bao nhóm cứ mệt tên tới bị đến đi em anh chị tha việc lõ sòng khánh hay dân cụ dân đó không biết cô tài án hay sắc xa từ đó thì tam bắt được sao ở rầm nhung thì bỏ prai ngó việc vì chỉ riêng đó cha vì chỉ riêng đó cha mới để dân ban đằng ban đấng ban rín nơi mê rin ở Nis. I think we are so lucky to learn this kind of content. Chẳng bởi dương sọc xa xì chùm rô mà cứ vì trụ chân khăn mệt tên bởi rương phía chẳng á Korean drama chẳng vì rương phía chẳng vì to nghe tắc 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 thì mới cần ha nhẹ ở riêng trong đâu mê riêng nè nhẹ là riêng trong để sao xếp cứ mơ tới bị tẹt là thì là mệt tên tụi bây giờ bị khlấy khlấy còn bình tái bia chứ bà này chẳng bà ca la dương
an merian on hai young ban jul pi pawat sah me history pawat sah rung rao dam tong tat rung bible christian ay ku mo to ku vi chi rung os cha do che sachak thiep thmey muay da jeung ban riet ba tae ba san da jeung ba mon sau che ban an mon sau che jul teak tong ta nang pawat sah rung rao pi bai rao te nim che tha rung rien ba tik knong ka chap mà chúng ta anh ta mê đến thì việc clay là món clay lắm hay đó hay chia sẻ những miền Muslim còn Muslim là champion of history mà xa đi chứ việc là tới chúng chẳng cho lại còn nó phải chạm ở từng vì mua rừng ra bộ quạt là sao chứ người ta bộ quạt là sao không lố chứ bây giờ là dương. But if we study about world history, some even so it's related with our divine principle. So I think it's very amazing to learn divine principle. Divine principle is really amazing to learn study. Chẳng cứ lo pha mình thế. Chẳng ở trong nào vào đó mình chúng ta. Anh đi bên chia sẻ trả tiền thôi mua chia sẻ vay để lấy làm những cái tiền tôi nèm ở đây. Chỉ vì muốn bắt anh vô vì begotten son and pre-Jesus or the Pope Winter and the Divine Principle the man for your night no and then he used to got from the learning of the night begotten author but you and but can Christian with that don't say about pressure but don't say about Jack the young bride don't say them don't say about God with the can Christian young dying man of nơi tới về riêng chúng ta bảo tồn nếu mà ta vì chưa cao lo mỗi để dùng bàn sắc xa riêng sâu tự gọi biết chúng mùi nâng bị thầm mấy thì chúng chưa ta an tâm đó ở dưới lúc thì càng là án càng là chó thì càng là mình chấm ngó hay mình dùng đồ càng là trời trên thờ ca sắc xa ấy dự trang thì dùng rồi thì trên chụp buộc nhóm chúng các bạn tôi nhớ xin chúng ta đây nhưng mà tại khi riêng riêng như tôi riêng chúng ta tới an thành Hindu tôi chúng ta an thành Islam như tôi chúng ta an thành Christian như tôi có an Phật như tôi chắc cái này dân an cho ra tức là bây giờ một chút chúng mới đi vào phía support vía như chỉ cô ca bù rốt cũng là ôm cái làm mình thế và đi chúng ta nhưng chẳng chúng ta được cô này cô bảo bồn đấy và sẽ biến về lấy nhưng cái thai dân an thành đi vào phía support là cái cảnh chúng mới chụp xây dựng căn là si chấm râu chấm mũi đang bị chấm mũi này mà đai bị gọt thường đó thường gọi tầm sản tự phá được mà cho nên thì chúng ta bảo mình đang hiểu về nhé ở phần tôi muốn xin thank you cũng chán bạn muốn mà cả chạy lại nội nghiệp được lòng thật được nghĩ đi bà chẳng ở quân chán là như mình là phản nắng không tha vừa cứu nâng ai dốt nơi chúng ta lo làm bày ជាប្រតិសម្រាប់ខ្លួនរបស់យើងក៏ដូចជាភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងផងដែរសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងអស់ហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងតបទីនេះសូមបួងសួងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពីជាន់មកប្រេះសូមគោរពពុំដែរថាសួរសូមគោរពពុំដែរពិតជាទីគោរពសូមអរគុណវេលាថ្ងៃនេះយើងបានបិទបញ្ចប់នៅសេវាកម្មពលរដ្ឋជាមួយការសិក្សាអំពីផ្នែកខាងក្នុងជីវប្រវត្តិរបស់លោកពុកដែរមូលដែលយើងនឹងធ្វើការសិក្សាស៊ីជម្រៅថាទៀតដើម្បីយើងអាចយកមកប្រៀបធៀបជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកយើងឬជារិះរកកន្លែងណាល្អសម្រាប់ខ្លួនពេញបានល្អប្រសើរផងដែរជាពិសេសសូមធ្វើការបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកជួយបីបាច់តាមថែរក្សាដាក់រងមកពួកស្រីរបស់យើងដែលកំពុងតែប្រកបនៅអាជីវកម្មប្រកបនៅកិច្ចការងារផ្សេងៗការសរសៃឬសូត្រអីសូមឲ្យទទួលបាននូវផ្លែផ្កាល្អប្រសើរផងដែរសូមឲ្យពិភពលោកទាំងមូលបានឆាប់បញ្ចប់នូវសង្គ្រាមទាំងនៅតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីទាំងអស់ហើយអាចរួមរស់គ្នាតែមួយឡើងវិញបង្កើននូវសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឲ្យល្អប្រសើរសូមអរគុណទាំងអស់នេះដំណើរការដឹកនាំបងប្អូនអស់គ្នាសូមរីកការស្វែងជួបពុកដែរការសួរគ្នាផងអាចជួយ